Thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định gió mùa Tây Nam vẫn chi phối thời tiết Nam Bộ và Tây Nguyên, khiến hai khu vực này mưa dông dai dẳng, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Còn tại Bắc Bộ, vài nơi cũng có mưa vừa, mưa to. Khu vực Trung Bộ vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to. Về nhiệt độ từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 26 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.